Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì vợ chồng Mai và em Mề đi vào viện thăm ba. Hôm nay mới là hôm đầu tiên được đi vào thăm ba từ hôm ba quay lại viện đấy cả nhà. Đây là bệnh viện ở Ma Công. Bên kia mà có những cửa kính xanh đỏ kia là chỗ mà chuyên thử máu đấy cả nhà. Ngày xưa thì Mai đến đấy Mai thử máu suốt. Còn đâu là cái chỗ sơn đỏ này đấy, đó là ngày xưa Luy đi sinh ở đấy đó. Bonjour papa. Bonjour papa. Je me permets de m'asseoir. Oui. Papa, et mais qui décide pour pas aller la danse pour pas visiter son grand-père. Non, là, c'est gentil. Ça va, papy? Ça va être comme ma grande fille. On vient d'apprendre qu'il y a une place qui se libère à Toissé entre le 21 et le 26 octobre. Mẹ khoe là ở viện dưỡng lão ở Toissé đấy, thì có một chỗ trống từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 26 tháng 10. Mà sau trong cái thời gian chờ chuyển đến đó đấy thì ba chồng Mai vẫn ở viện để đợi. Ça arrive. Papa, est-ce que tu fais bien à manger? Est-ce que tu manges bien? Je mange beaucoup. Oui. Et c'est bon. Oh, c'est pas bon. Il n'a pas voulu finir son assiette. Mais quand tu travailles pas, quand tu peines pas, ah ben oui, mais il faut... t'as moins besoin de manger. Oui, mais tu comprends, il faut que tu marches. Oui. Ah, tout à l'heure, il marche avec nous. Ah, non, non, non. Tout à l'heure, on fait un tour avec papy. Tu veux partir avec eux? Oh. Oh. Non, tu veux pas essayer? Tu vois, je vieillis. Tu veux pas essayer? Avant, j'étais... assez dynamique, assez. Et puis maintenant, je vieillis. Et papa, le manger ici bon ou votre belle-fille qui fait bon? Le manger ici est aussi bon oui? Que ce que fait ma belle-fille. Ah oui? Ben moi, je dirais qu'il n'y a rien au-dessus de ma belle-fille. Ah, merci, je suis très content, papa. Eh ben, tu vois. Et après, je fais poulet à la crème, comme vous comptez. Voilà, c'est comme ça, on fait un tour, Max est avec nous. Il se dépasse de marcher pour manger poulet à la crème. Et après, quand je fais bon repas, j'ai emporté pour vous, papa. Hein? Quand je fais... Mai rất là hiểu ba. Khi mà còn khỏe đó thì suốt ngày ba xuống nhà Mai là ba chọc Mai. Và Mai cũng hay chọc trêu ba lắm. Biết là từ hôm nhập viện đến giờ ba không có chịu đi lại. Ba không có đi xuống giường luôn. Vì vậy mà mẹ rất là lo lắng. Mai cố tình Mai tạo cái cảm giác cho ba thoải mái nhất. Và lịnh ba tại vì Mai hiểu tính ba. Ba rất thích ăn. Đó, ba cực kỳ thích ăn và ba ăn rất là nhiều. Nhưng mà vào bệnh viện thì cả nhà thấy cái đĩa của ba vẫn còn nguyên kìa. Ở bệnh viện thì họ nấu không có muối, không có bột nêm hay là không có dầu mỡ nhiều đó. Thì ba ăn không có ngon. Ba ăn rất là ít. Mà tuổi của ba bây giờ là phải ăn nhiều thì mới có sức để khỏe đó, có sức đi lại đó. Thì thấy mẹ thấy ba không có đi lại, mẹ rất là lo. Mà Mai cũng vậy đó, thì Mai cố gắng lịnh ba rồi tạo cho ba thoải mái nhất. Maintenant? Oui, comme vous voulez. Non, on va marcher ensemble avec vous, on fait un tour petit dans le couloir. Oh, pour. Vous essayez, papa? En fin de semaine. Rồi rủ ba là có chịu đi lại không đó. Nếu mà ba muốn xuống nhà con ăn đó thì ba phải tập đi lại. Chứ ba mà không có chịu đi lại thì không được đó. Nên là Mai cũng sợ, Mai thực ra Mai cù vào chân của ba. Rồi Mai cứ cù, thấy ba rụt
chứng tỏ là chân không có bị liệt. Bác sĩ thì có khuyến cáo là sau phẫu thuật ấy, chân của ba không có sao, nhưng mà lão của ba hoạt động mà không có tốt ấy, thì hay lão của ba không có chịu hoạt động nữa ấy, thì ba sẽ bị liệt. Vì vậy mà gia đình rất là lo lắng. Tối thứ bảy này đêm mai làm một cái sinh nhật cho 20 người. Ông ấy là bạn của ba chồng Mai. Thì hôm đó thì ông cũng muốn mời ba chồng Mai, nhưng Mai có bảo là sức khỏe của ba rất là yếu, ba sẽ không thể nào mà ăn một cái tiệc từ 7 giờ tối mà tới 11, 12 giờ đêm. Tại vì ở nhà Mai đấy, ăn xong ấy thì ba còn ra ba nghỉ được á. Nhưng cơ mà ở đó đó thì là ba không có chỗ nằm nghỉ đó, là ba sẽ rất là mệt, ba sẽ không có chịu được đâu. Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng biết là về sức khỏe của ba đấy, thì họ cũng có mời. Mẹ rất là quan tâm ba và chăm sóc ba, cưng ba như là con nít vậy đấy cả nhà. Chú chồng của Mai điện thoại, Mai nghe thì chú nhầm là mẹ chồng của Mai. Khi mà Mai đưa máy cho ba đó, cả nhà nhìn nhé, ba giả vờ như ngủ không biết gì cả. Ba với lại chú ấy, nó giống như Tom và Jerry vậy. Chú thì rất là hiền, còn ba thì là rất là nghịch, hay trêu chú lắm. Alo. Alo. Ông bà cô chú thấy em mẹ ngoan không? Em mẹ rất là thảo tính, con rất là hiếu thuận. Con hay nói là mời ông bà đi ăn nhà hàng, hay là hôm nay kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ hay sinh nhật ba mẹ đó, ba mẹ đi ăn đi, rồi là sẽ lấy tiền ở tài khoản con trả. Con luôn nghĩ cho người khác. Con còn bé mà con luôn nghĩ cho người khác. Ba đang nói chuyện với bác nằm ở giường bên cạnh ấy. Bác ấy thì rất là hiền, ít nói. Nhiều lúc thì bác ấy muốn yên tĩnh ấy, bác không muốn mở tivi, mà bác ấy muốn được ngủ đó. Nhưng mà ba đó, nếu mà ai không nói chuyện với ba thì ba cứ gọi bác ấy, ba nói chuyện đó. Mà mẹ thì sợ là bác ấy bị phiền đó. Vì Mai biết tính của ba, ngày xưa đó mà bác sĩ đổi thuốc cho ba đó là ba bị XXT đó. Ngày nào ba cũng xuống ba nói chuyện với Mai, rồi ba bắt Mai không được ngủ, bắt Mai phải ra ngoài đường. Thế vì sau thấy cả nhà ai thấy khó chịu, vì là với anh chồng cũng thế, cháu chồng cũng vậy đó, thấy bất bình thường. Thế là nói chuyện bác sĩ thì bác sĩ mới đổi thuốc. Chắc ở đây cũng vậy đó. Ba kêu ba nói thì ba rất là mệt, mà ba phải nói vọng sang bên giường hàng xóm nghe.
Nhưng mà ba kêu mệt, nhưng mà ba vẫn nói. Kiểu mình không kìm chế được á. Mẹ thì cứ động viên ba là không còn nói nữa. Động viên ba dậy đi lại đó. Hỏi mai mới lại ông xã thì muốn là dìu ba để ba đi một vòng, để ba tập cho cái chân của ba đi đó. Nhưng mà ba không có chịu đi. Là bây giờ đang định ba là ba thử nhấc chân lên cái thành giường xem được không á. Ông xã cũng kêu ba thử nhấc chân lên. Em mệt thì cứ sợ, nhưng mà mai thì cứ nịnh ba đó. Ba thì ba không có muốn nhúc nhích như kiểu là mệt mỏi đó. Thì cái mình nhụt chí, mình không có muốn làm cái gì thế cả nhỉ. Comment tu dis? T'es content de nous voir? Très heureux. Je suis pas content, je suis fou de joie. Ça lui fait du bien. Ah. Et c'est chez Laurent. Un petit peu. Oui. Il aura beaucoup de choses à faire quand il sera sorti, papy. Hein? Tu vas être occupé quand tu seras sorti, papy. Tu vas être occupé. Ah oui, je vais avoir du boulot. Bon, papy, c'est une question de vous rendez vous. Ah bah oui. Tu suis bien tes parents. Non, c'est bien. Ça, comme ça. Hein? Toujours. Toujours. Ma fille, c'est bien. C'est gentil. C'est gentil de venir voir les vieux. Oui. Comme moi. Et voilà. Ça, c'est. Vous avez une seule petite fille. Celle-ci. Oui, voilà. Sinon, c'est. Puis là, c'est tous des garçons. Oui, oui. Et vous avez une belle fille unique aussi. Elle est unique, oui, c'est vrai. Elle est unique. Bon alors. Et vous avez une mimi unique aussi. Oh, c'est une mimi unique. Oui. Extraordinaire. Extraordinaire. Khi ba nói vậy đó, mẹ rất là vui đó. Mẹ động viên ba, ông phải cố gắng lên. Ah oui. Et quand je serai bien rétabli, rien rosé, mais c'est bien grâce à toi, Mimi. Oui. Parce que elle courit toujours pour vous. Elle courit toujours pour moi. Pour quelqu'un qu'elle aime. Pour quelqu'un qu'elle aime. De toute sa vie. Tant que je peux courir, ça va, mais tu sais que. C'est le jour où elle va s'arrêter. C'est le jour où elle va s'arrêter, c'est beaucoup. Ah oui, prendre ma place. C'est sûr qu'elle va s'occuper de moi après. Oui. Hein? Ouais. Sinon, vous m'appelez, papa. Hein? Sinon, vous m'appelez. Je t'appelle? Oui. Allez, bon, l'autre jour, j'y vais. On a parti pour papy faire vos courses, non? Hein? Vous voulez peut-être avec vous encore? Oh, on parti. Michel. Hein? Comment? Vous voulez vous reposer un peu, papy? Oh, ben je vais vous suivre. Tu veux nous suivre? Ah bon? Ah bon? Ben, bah, faut aller, suis-nous. Je reviendrai demain soir. Allez. Demain soir, s'il va finir, parce qu'il a le week-end. Moi, je pourrais pas faire un petit bisou à mon papy. D'accord. Et après samedi, peut-être qu'il donne les enfants manger comment? KFC. Ah ben oui. Et quoi d'autre? Il va emmener les petits à KFC. Après qu'il va visiter papy, même jour les samedi. Oui. N'importe. Il préfère KFC. Oh. Non, allez, je vais te laisser mon petit. Ouais. Allez. Bonne nuit. Tu feras de beaux rêves. Ouais. Mes rêves, c'est toujours les mêmes. C'est toi.
Toi et moi. Quatre noms. Coupe la lumière. C'est encore toi. Oui. C'est toujours toi. Allumer lumière. C'est toujours elle. Mai bảo là Mai làm món gà nước kem với lại kép á. Đó là món ba chồng Mai cực kỳ thích ăn. Thì Mai có bảo là con sẽ để lại một chút kem với lại kép ấy để con chủ nhật con mang vào viện cho ba. Nhưng mà mẹ, ba thì ba đồng ý, nhưng mẹ thì sợ rằng là ở viện người ta không cho mình mang đồ vào đó. Mà ba thì không có chịu có ăn à, chỉ muốn, Mai chỉ muốn là Mai thật sự chỉ muốn nấu cái gì ngon cho ba đấy thì ba sẽ ăn được, mà ăn được thì ba mới có sức. Em ấy đang khoe với ông là con chơi bóng ném đó, là con đang chơi ở vị trí nào. Có nghĩa ngày xưa con nặng mông quá thì con đạch đạch đằng sau, bây giờ thì con nên được một chút ở chỗ giữa giữa rồi. Thì ba rất là mừng. Con cũng rất là thông minh ấy. Chỉ có khoe với ông những cái điều vui, những cái điều tích cực ấy, để cho ông vui đó. Elle est déléguée de classe plus déléguée pour le conseil du collège. C'est très bien. Non, bah c'est vrai. Oui, mais il y a un troisième. Ah, tu vois, ça va, elle va prendre ta place. Là. Non, mais il y a un troisième. Là, genre, j'ai ma suppléante, elle vient aussi. Et mais prendre ma place, non, mais venir. Comme toi, elle va faire. Oui, oui, oui. C'est trop ou quatre fois. C'est Ramué, des Alourciens. Lui, c'est pas le maire. Non. Déjà, oui. Mon grand-père, oui. Louis Ramuel, oui. le plus ancien. Oui, après Lucien Ramuel, après non. Aimé Ramuel. Oh, vous allez trop loin. Au revoir les enfants. Et sachez que ce que vous faites comme visite, oui, à votre papy, oui, Jean, ça lui fait beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Oui, papa. Vous m'entendez? Oui, j'entends bien, papa. Allez, rentrez vite. Au revoir, papa. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bây giờ thì Mai xin phép Mai về. Thì Mai sẽ ra chào ba xem là ba có nhận ra mọi người chưa? Papa. Hi. Papa đi xin chào Việt Nam. Hả? Papa đi xin chào Việt Nam. Xin chào. Việt Nam. Oui, merci papa. Au revoir. Au revoir. À tout le Portugal. Non. Avant, tu sais, il était un petit peu perdu. Oui. Maintenant, il s'est. Oui, au revoir maman. Pour partir ici. Oui, je suis là. Au revoir les petits. Oui. Ok, cả nhà, gia đình nhà Mai vừa thăm bố chồng về, thì ba hôm nay rất là tỉnh táo, rất là minh mẫn, nói chuyện như bình thường. Đặc biệt thì từ hôm ba nhập viện thì ba chưa có đi lại, nhưng mà Mai cũng thử cù chân của ba đó, thì ba vẫn buồn và ba rụt chân. Và Mai kêu ba nhấc thử chân lên ấy, thì ba không chịu nhấc, nhưng mà khi nhấc chân lên thì ba cũng tự để xuống, ba cũng lúc nhích chân. Thứ năm tuần sau thì ba chuyển tới Maison de Gopoy ra. Cũng là một cái gọi bệnh viện viện cho người già đó. Thì lúc đó là họ sẽ cho ba tập đi lại, có nghĩa là mình thì người ta sẽ huấn luyện ba đi, có kiểu giống như kiné cả nhà, thì là họ sẽ giúp ba chồng Mai đi lại, giống như kiểu là họ tập đi cho ba đấy, để cho ba đi lại được. Nếu ba đi lại được thì lúc đó là gia đình nhà Mai sẽ đón ba về nhà. Ba rất là vui. Hôm nay thì ba chỉ có muốn là về nhà ăn món gà nấu kem của Mai. Mai hôm nay Mai đi thăm ba, Mai rất là vui, thì Mai chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn, để cô chú anh chị các bạn biết thêm về sức khỏe của ba chồng Mai và đỡ lo lắng. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.